Thưa bà con và các bạn, Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu và đất đai thổ nhưỡng rất thuận lợi để phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò sữa nói riêng. Ngành chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng được hình thành từ rất sớm. Từ những thành công bước đầu, Lâm Đồng cũng đã xây dựng kế hoạch đến năm 2025, nâng quy mô tổng đàn bò sữa đạt từ 30.000 đến 35.000 con. Xác định chăn nuôi bò sữa vẫn là một trong những vực nuôi chủ lực để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi tiếp tục chọn lọc nâng cao chất lượng con giống và sản lượng sữa tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển chăn nuôi gắn với công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái. Mục tiêu đến năm 2025, Lâm Đồng nâng quy mô tổng số đàn bò sữa đạt 30 đến 35.000 con, sản lượng sữa tươi đạt từ 130 đến 135.000 tấn. Chất lượng sữa tươi nguyên liệu đạt chuẩn an toàn theo quy định. Trên 95% sản lượng sữa tươi do nông dân sản xuất được các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ, thu hút đầu tư xây dựng mới một nhà máy chế biến sữa.